Chiều nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 hoàn thành chương trình nghị sự và tiến hành phiên bế mạc. Tham dự có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trước khi họp phiên bế mạc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 khẳng định chủ đề thực hiện của năm 2019 là năm kỷ cương, kỷ luật hành chính, năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Mục tiêu đặt ra của tỉnh là chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, phát triển du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Một trong những giải pháp đặt ra trong năm 2019 là tiếp tục phát triển ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực. Phát triển du lịch kết hợp với việc xây dựng môi trường xanh sạch, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến Huế, kinh đô ẩm thực, Phước Tích, hương xưa làng cổ. Duy trì tốc độ tăng khả các lĩnh vực dịch vụ truyền thống, thu hút 4,5 đến 4,7 triệu lượt khách tham quan, tăng 8%. Để đạt được chỉ tiêu này, đại biểu Nguyễn Hữu Minh, quyền giám đốc Sở Du lịch nêu giải pháp. Và tôi nói để tăng cường kéo dài thời gian lưu khách thì chúng ta mở rộng thêm cả cái sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái mà hầu như tôi xin nói là 2 năm vừa rồi xin cảm ơn tất cả lãnh đạo các huyện thị xã đã vào cuộc rất mạnh mẽ trong cái chuyện này. Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đang nở rộ từ A Lưới vùng cao cho đến là Phú Lộc, cho đến là Nam Đông. Tất cả các địa phương đều có cái sản phẩm du lịch cộng đồng. Và những cái sản phẩm này là một trong những cái hiệu hướng theo cái hướng tăng trưởng xanh, hướng theo cái kiểu là tăng trưởng thời gian lưu trú lưu khách thì chúng ta làm rất tốt. Đối với ngành nông nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Góp ý về phát triển lĩnh vực này, đại biểu Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho rằng: hiện nay của người dân ở tại các cái địa phương á, mà để mà triển khai được các cái mô hình, mặc dù chúng ta hỗ trợ rồi, nhưng cái vai trò mà chủ động để tìm kiếm để mà thực hiện cái việc này và để mà nâng cao cuộc sống thì nó rất là khó. Nên tôi nghĩ là cái chỗ này là giúp cái chỗ vai trò mà cái lập kế hoạch của gia đình á, của hộ kinh tế hộ á, nó rất là quan trọng. Bởi vì họ có chứng lấy diện tích, có chứng lấy lao động, nhưng mà họ không tính toán được cái việc đấy, cho nên là giống như huyện Phong Điền vừa rồi làm cái dự án là phát triển nuôi bò chẳng hạn, hỗ trợ cho họ cái lãi suất để bằng cái lãi suất ngân hàng chính sách, hỗ trợ để trồng cỏ, hỗ trợ để là làm chuồng trại, nhưng mà của cả các đồng chí và các đại biểu nó cũng thành công được, bởi vì cái này là người dân khi hết vào hỗ trợ là họ sẽ không thực hiện được. Ngoài các ý kiến trên, đã có 7 ý kiến của các đại biểu tập trung phân tích làm rõ và một số giải pháp về phát triển trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp và giải trình thêm nhiều vấn đề bổ sung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách của tỉnh năm 2018, quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bàn và thông qua 25 nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh với tỷ lệ thống nhất cao. Những nghị quyết được thông qua đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là căn cứ cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả tốt nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị một số vấn đề cần sớm triển khai. Năm 2019 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, năm tăng tốc để thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải dồn sức, nỗ lực, quyết tâm cao để có thể về đích thắng lợi với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên tinh thần đó, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhấn mạnh thêm một số vấn đề về tổ chức thực hiện, đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai. Thứ nhất, sau cuộc họp này, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh
các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Nhân dân tỉnh báo cáo về cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ngoài những nội dung trên, các ngành, địa phương cần tập trung nguồn lực, quyết tâm trong tổ chức chỉ đạo để thực hiện tốt kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung quan trọng khác.